Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Thưa quý vị, cuối phần 1 Hoàng Vy có nói về cái ý của một trong những lãnh đạo của nghiệp đoàn cảnh sát ở LA, ở Los Angeles, có cái sự là hối hận khi mà bà đưa lên trên Facebook á, một cái dòng post nói rằng là những cái anh em cảnh sát trong ngành á, nếu mà tìm được một cái bến đỗ mới, tìm được một cái department nào mà tốt hơn á, thì hãy cứ ra đi. Và sau đó là cái vị lãnh đạo ở trong ngành cảnh sát này đã xóa cái dòng post đó ra. Là đang nói về cái chuyện hối hận á, thưa quý vị. Nhưng mà có lẽ là những cái sự hối tiếc, những cái sự dây dứt á, thường nó không có tồn tại lâu. Đó là Hoàng Vy đang muốn chuyển sang một cái tin tức khác liên quan về một cái nhân vật đã có cái chuyện tấn công vào tòa nhà Quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng đó thưa quý vị. Và nhân vật này phải nói là cũng thu hút và tốn biết bao nhiêu giấy mực và nước miếng của truyền thông Mỹ đó. Đó là nhân vật QAnon có tên là Shaman. Quý vị nhớ là trong đó, cảm ơn ban kỹ thuật. Ông này đó trong cả mấy ngàn người tiến về Quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng thì nhân vật này là nổi nhất. Coi như là vẽ rằn ri, vẽ mặt đủ thứ rồi đeo cái nón Viking đó thưa quý vị. Rồi bước vô Quốc hội nha. Rồi hú, ta đã đến đây, yeah. Coi như là làm đủ trò hết. Rồi sau đó là phải ra tòa, rồi phải vô tù. Rồi cái quý vị biết không là cái ngày mà vô tù bị giam giữ một thời gian đó, thì cái ông Shaman này đó là ổng đã đưa ra một cái lời coi như là rất là ăn năn, rất là hối hận vì những cái việc của mình đã làm. Ông Jacob Chansley này, Jacob Chansley thưa quý vị, khi mà ông ở trong tù đó, thì ông nhờ ông luật sư của mình là bây giờ gửi cho tòa một cái lời coi như là ăn năn hối cải của tôi. Và cái lời hối hận đó được viết như thế này nè thưa quý vị. Tôi nghĩ tôi rất là nuối tiếc, tôi rất là ân hận và rất là xin lỗi vì tôi đã bước vô và bạo loạn cái tòa nhà Quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng. Lẽ ra là tôi không có nên đến đó, period, chấm. Và tôi đã hoàn toàn sai lầm, period, chấm. Tức là chấm hết. Những cái lời hối hận như vậy đó đã được quan tòa nói rằng là trời ơi, đây là một trong những cái lời mà nhận lỗi ăn năn mà nó xúc động, nó làm cho tôi cảm thấy tan chảy. Tôi xúc động quá trong cái sự nghiệp làm chánh án của mình. Cho nên là thay vì ông QAnon, ông Sherman này đó thưa quý vị, phải ở tù 41, phải ở tù 20 năm cho cái bản án mà bạo loạn Quốc hội, phải ở tù 20 năm bên công tố đưa ra, thì tòa đã giảm xuống chỉ còn có 41 tháng mà thôi. Rồi vì là trước đó, trước khi ra tòa thì ông này đã bị bắt giữ và giam giữ một thời gian, cho nên họ trừ đi cái thời gian mà đã ở tù trước đó đó, thì ông này chỉ ở tù sau khi cái phán quyết của tòa cũng chỉ có ngắn gọn khoảng gần hơn 10 tháng nữa thôi, và ông đã được thả ra. Cái câu chuyện nó sẽ không có dừng lại đó, nếu như vậy thì nó sẽ không có tốn giấy mực của truyền thông thưa quý vị. Mà BBC sáng nay họ dẫn lại cái lời tuyên bố của cái ông Sherman này. Ông tuyên bố bây giờ ông khi mà ra tòa, khi mà ra ở ngoài rồi đó, ra tù rồi đó, thì ông đã đưa ra một cái lời tuyên bố hoàn toàn trái ngược lại với những gì mà ông tuyên bố trước đây ở trong tù. Nói chung là ở trong tù là nói khác, và bây giờ ra tù là ta nói khác. Ông nói một câu như thế này nè: nếu mà tôi có một cái gì gọi là ân hận nhất trong cuộc đời của tôi á, là tôi không phải tôi ân hận vì cái chuyện mà tôi bạo loạn 6 tháng Giêng đâu, mà tôi ân hận vì tôi đã đưa ra cái lời ân hận hối tiếc đó, có nghĩa là, và tôi đã xin lỗi trong cái lúc mà tôi ở trong tù. Có nghĩa là tôi hoàn toàn thấy là tôi không có vấn đề gì hết, tôi không có tội lỗi gì hết khi mà tôi tấn công vào Quốc hội 6 tháng Giêng. Ông nói rõ ràng rành mạch như vậy thưa quý vị. Và ông còn nói như thế này nè: cái sự hối tiếc á, chỉ làm cho mình bị chùng chân thôi, giống như một cái khinh khí cầu mà bay lên á, mà bị những cái tảng đá nặng á, đè lên trên đó, và nó không có nào mà nó cất cánh lên được. Dù là gió nó có căng, gió nó có no gió cách mấy, nhưng mà những cái sự hối tiếc chỉ làm cho con người ta bị kéo xuống mà thôi. Tôi lẽ ra không nên đưa ra cái lời xin lỗi đó. Và ông này còn quay xe một cái ý nữa và nói như thế này nè: luật sư của tôi đã từng nói là tôi nghe theo những cái lời kích động và xúi dục của cựu tổng thống Donald Trump, cho nên tôi mới tiến về Quốc hội. Nhưng mà bây giờ tôi không có đồng ý với cái lời tuyên bố của luật sư của mình. Tôi chưa có bao giờ bị cựu tổng thống Donald Trump lừa phỉnh hết á. Tôi chưa có bao giờ lên án cái cộng đồng QAnon hết á.
Nói chung quý vị thấy coi như là chắc chắn là cái quan tòa mà xử mà nói rằng là trong cái sự nghiệp 34 năm làm nghề của mình á, chưa bao giờ mà mình nghe thấy một cái lời mà nhận tội mà ăn năn nó cảm động lòng người, nó tan chảy đến như vậy. Giảm án từ 20 năm mà xuống còn 40 tháng luôn. Thì bây giờ chắc chắn là quan tòa mà nghe những cái ý này rồi do BBC thuật lại đó thưa quý vị, thì chắc chắn là sẽ không ổn đối với ông James Lee này rồi. Ông nói rằng ông sẽ đảo ngược cái lời nhận tội trước đây. Nhưng mà để làm một cái thủ tục đó là bây giờ ông phải quay lại tòa. Rồi ông phải chứng minh cho tòa thấy rằng là luật sư của ông đã diễn giải sai cái ý của mình. Và bây giờ ông sẽ phải trải qua một cái process, một cái quá trình tại tòa hệt như cái phiên tòa trước đây thưa quý vị. Và không rõ cái mục đích của ông James Lee này muốn gì. Nhưng mà rõ ràng người ta thấy là cái sự hối hận nó không kéo dài lâu. Cho nên có nhiều người thưa quý vị sau khi làm một cái chuyện gì đó sai trái rồi phải trả giá cái câu chuyện đó. Ví dụ như là mất tiền, ví dụ như là mất gia đình. Nhưng mà rồi người ta cũng ân hận, nhưng mà thường cái sự hối tiếc đó nó không có kéo dài được lâu. Cho nên có nhiều người nói đó, bản chất của một con người nó sẽ luôn là bản chất nó không có thay đổi. Trừ khi nào đó là họ phải rơi xuống cái vực sâu mà họ gần như là chết đi sống lại. Hoặc là họ phải sáo mà sáo từ bên trong đó thưa quý vị. Gọi là sáo măng, nó sáo từ bên trong ra. Thì lúc đó họ mới tỉnh ngộ và họ thay đổi. Chứ như cái ông James Lee này ở tù vài ba tháng xong rồi bây giờ ra tù và nói ngược lại hoàn toàn. Tôi không hối hận vì tấn công quốc hội. Tôi chưa bao giờ bị kích động bởi những lời kêu gọi của cựu tổng thống Donald Trump. Và tôi sẽ đảo ngược cái lời nhận tội của tôi trước đây. Chúng ta chờ xem là cái nhân vật phải nói là gây ra rất là nhiều những cái drama này. Quý vị biết cái bản thân lúc mà cái ông thầy cúng này nè, ông James Lee này mà bị bắt vô tù á, là nhà tù cũng rất là mệt mỏi với ông này. Bởi vì em chả, em không ăn được thịt, em không ăn được cá, em chỉ ăn chay thôi, và đặc biệt là em chỉ ăn những thức ăn organic. Ông James Lee này đó thưa quý vị. Cho nên là có lẽ là cũng vì nhà tù người ta nhức đầu với cái ông này quá thôi, người ta thả ổng ra. Rồi bây giờ ổng ra rồi, ổng lại cảm thấy là không yên ổn ở ngoài đời và có lẽ ổng đang muốn tìm cách vô lại tù. Chúng ta đợi trong cái thời gian sắp tới nó sẽ xem như thế nào nha thưa quý vị. Nhưng mà để cho ông bà mình nói một câu đúng là cái sự hối hận, cái sự ăn năn thường nó không kéo dài lâu. Rồi người ta sẽ lại ngựa quen đường cũ, sẽ lại làm những cái gì và đúng với bản chất của mình. Và Nhân nói về, có đề cập một cái ý à. Nhưng hồi nãy Hoàng Vy có nói cái ý mà ông này bước vô quốc hội mà ông đứng ra ông gào rú như vậy thưa quý vị. Chỉ ở Mỹ mới làm được chuyện đó thôi. Chứ nếu như mà ông đi sang Dubai á, ông đi sang Dubai chắc chắn là ông sẽ bị tóm gọn và sẽ giải quyết nhanh, là tiêu diệt gọn luôn thưa quý vị. Sáng ngày hôm nay nè, trên CNN cũng có một thông tin là có một phụ nữ ở Mỹ 29 tuổi tên là Tina Baxter là ở Houston nhưng mà đi sang Dubai du lịch. Rồi ông hiểu là ở gần cái sân bay khi mà đến nơi đó, rồi không biết cự cãi làm sao với công ty mà cho mướn xe, cho thuê xe đó. Rồi hai bên cự cãi làm sao, rồi bà này hét lớn, la lớn. Xong cuối cùng là bị cảnh sát Dubai bây giờ bắt giữ luôn. Mà trước giờ đó, bên phía Bộ Ngoại giao của Mỹ có đưa ra những cái lời nhắc nhở và cảnh báo công dân của mình. Tại vì quý vị để ý đi, là những người ở Mỹ đôi khi tự do thì tự do quá trớn, được tự do ngôn luận ha. Rồi cái quyền của con người được bảo vệ một cách tối đa ha. Hoàng Vy đã được xem những cái clip á, có những cái người mà người trẻ hay là những cái thanh niên mới lớn á, thưa quý vị, lên trên máy bay á, mà gào khóc, mà la hét, mà gây sự trên máy bay á, mà cảnh sát á, lên là yêu cầu là rời khỏi máy bay nhưng mà vẫn không có thực hiện thưa quý vị. Vẫn không chịu hợp tác với cảnh sát và nói I'm entitled, tôi được quyền, tôi có quyền, tôi được cái quyền công dân của mình. Cho nên có nhiều người cũng quen cái kiểu như vậy, entitled ở trong xã hội của nước Mỹ. Nhất là những cái người mà tin rằng là cái thuyết da trắng thượng đẳng đó. Tôi được entitled ở trong nước Mỹ cho nên muốn làm gì làm. Đừng có đụng đến tôi và đụng đến tự do ngôn luận. Cho nên bây giờ đi sang Dubai, cái cô này 29 tuổi cự cãi la hét rồi la to, sau đó bị cảnh sát là bây giờ bắt giữ luôn. Và trước đó như Hoàng Vy có thưa, Bộ Ngoại giao nói là đi sang Dubai phải cẩn thận củi lửa. Ở bên đó người ta nghiêm ngặt lắm. Thậm chí nha, không có cái chuyện là gây less gì á mà được thuê phòng ở khách sạn của Dubai đâu. Rồi thậm chí nha, một cái couple đó, nam nữ mà chưa có kết hôn, không được ngủ chung giường.
Cái chuyện này lúc mà Hoàng Vy đọc, Hoàng Vy cũng thấy là nó hơi ngạc nhiên, vì ở thời điểm này, ở với thời buổi này rồi mà người ta vẫn còn nghiêm ngặt như vậy. Nhưng đây là một cái xứ sở Hồi giáo thưa quý vị, cho nên phải rất là cẩn thận trong những cái tác phong và những cái hành xử của mình, mà đặc biệt là khi đi du lịch. Đó cũng là câu chuyện mà nhân tiện từ cái vụ mà ông thầy Mo ông bước vô quốc hội và ông gào, ông thét hú quá như vậy, thì làm cho Hoàng Vy cũng nhớ đến câu chuyện đọc thấy vào sáng ngày hôm nay. Và khi nãy có nhắc đến cái ý là ông thầy Mo Kionon đó, ông nói rằng tôi chưa bao giờ bị cựu tổng thống Donald Trump lừa tôi hết đó. Tôi tiến về quốc hội là vì cái ý chí tự bản thân tôi tiến về. Và nhiều người cho rằng á, là không biết từ cái việc mà quay xe đảo ngược của ông thầy Mo này đó, ông James Lee này đó thưa quý vị, thì những cái tù nhân khác mà đã bị truy tố và đang bị giam giữ ngày 6 tháng Giêng đó, thì liệu là họ sẽ làm gì, họ có đi theo cái ông thầy Mo này hay không? Chúng ta sẽ chờ xem trong cái thời gian sắp tới nha. Bởi vì quý vị nhớ không, là cựu tổng thống Donald Trump cũng như là những cái người đồng minh của mình, như là cô dân biểu bên phía đảng Cộng hòa, cô Marjorie Taylor Greene đó, nhiều lần coi như là ca ngợi những cái người mà bạo loạn quốc hội và nói là đây là những người yêu nước. Họ tiến về, họ biểu tình một cách hòa bình cơ mà. Và thậm chí là có một cái bài hát mà đã được viết ra rồi được những cái tù nhân ngày 6 tháng Giêng người ta hát, người ta thu lại và đã được cựu tổng thống Donald Trump phát ra khi trong cái cuộc rally ông đi đến Texas ở thành phố Waco, và ông đã phát ra cái bài hát mà những cái tù nhân 6 tháng Giêng đã hát, đã đồng loạt diễn ra như vậy. Họ xem như họ là tù nhân chính trị chứ họ không có thực hiện bất kỳ một cái cuộc bạo loạn nào hết. Đó là cái vấn đề, phải nói một trong những vấn đề rất là nhức nhối với Bộ Tư pháp, là cũng là một trong những cái hiểm họa đối với nước Mỹ hiện nay thưa quý vị. Khi là họ thấy là họ không có đồng ý với một cái kết quả bầu cử và họ cho rằng là đó là bầu cử gian lận, mặc dù rất nhiều những cái cơ quan khác nhau, từ tối cao pháp viện, từ tòa cao nhất cho đến tòa các cấp, rồi từ Bộ Tư pháp đến FBI, Bộ Nội an, tất cả đều có một cái kết luận như nhau. Nhưng mà chỉ cần người lãnh đạo mà họ yêu mến và họ trung thành và họ nói rằng là một đời theo Trump là cả đời sẽ theo Trump, nói rằng không, đó là bầu cử gian lận, thì tất cả những cái người ủng hộ ông đã tiến về quốc hội và đã thực hiện một cái cuộc báo tình, rồi cả những cái vụ mà đụng độ và đánh cảnh sát nữa chứ. Câu chuyện đó chúng ta không có cần nhắc lại, nhưng mà đó là một cái chuyện mà ảnh hưởng đến nền dân chủ và làm cho những cái người quan tâm về nền dân chủ của nước Mỹ đang cảm thấy rất là lo ngại thưa quý vị. Và nhân nói về cựu tổng thống Donald Trump, thì sáng ngày hôm nay cũng có hai cái tuyên bố của cựu tổng thống Donald Trump mà làm cho người ta chú ý. Thì ông Trump nói ra bất cứ điều gì thì đúng là cũng làm cho thiên hạ phải chú ý thưa quý vị. Khi mà xuất hiện trong một cái cuộc phỏng vấn trên Fox News với lại cái người dẫn chương trình là Patty Romo đó, khi mà người ta hỏi đến cái câu chuyện mà làm cho ông đang rất là bận tâm, đó là một cái sự ám ảnh đối với cựu tổng thống Donald Trump, đó là cái nhân vật Jack Smith, ông công tố viên đặc biệt. Và Jack Smith quý vị biết rồi, truy tố đưa ông Trump ra tòa trong cái vụ hình sự ở vụ tài liệu mật Mar-a-Lago. Rồi bây giờ Jack Smith đang khép lại cái vòng vây và vời những cái giới chức thân cố vấn thân cận của cựu tổng thống Donald Trump, rồi cả con rể của ông Trump nữa, để mà điều tra về cái vụ 6 tháng Giêng. Thực sự Jack Smith, nhiều người cho rằng đây là một cái ám ảnh không nguôi đối với cựu tổng thống Donald Trump, nên chẳng trách gì mà cứ gần như là mỗi ngày hoặc là cách ngày ông Trump đều réo tên Jack Smith ra và chửi rất là nặng nề. Thì khi mà người host ở trên Fox News là cô Patty Romo, cô hỏi về cái vụ hồ sơ mật, thì bây giờ đó, bên phía luật sư của ông Trump đang muốn delay, hoãn lại vô thời hạn, còn nếu mà tốt nhất nha là dời đến sau bầu cử tổng thống luôn đi. Bởi vì sao? Bây giờ ông đang là một ứng cử viên phải nói là chiếm đầu bảng xếp hạng, theo như lời ông Trump nói, ông thắng cả trong những cái cuộc thăm dò, ông thắng cả ông Biden, rồi ông thắng cả Ron DeSantis. Còn mấy cái nhân vật như là Mike Pence, như là Nikki Haley, như là Tim Scott á, thôi tép riêu khỏi bàn. Ông Trump nói chắc và ông có một cái niềm tin rằng ông sẽ thắng cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Cho nên phía luật sư của ông đó lấy lý do rằng là họ không có đủ thời gian là chuẩn bị là một. Và họ cho rằng ông Trump đang là một ứng cử viên tổng thống, cho nên không thể nào mà để diễn ra những phiên tòa như vậy. Tốt nhất là dời sang sau bầu cử luôn. Mà sau bầu cử ông Trump là tổng thống,
nếu mà như 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 suy nghĩ của ông ấy thì khi mà là tổng thống rồi có thể ông dẹp luôn cái cuộc điều tra của Jack Smith, rồi thậm chí nếu như mà Bộ Tư pháp vẫn cứ quyết định lì ha, truy tố ông ha, rồi nói rằng khép rằng đại bồi thẩm đoàn khép rằng ông có tội trong hai cái hồ sơ đó ha, ông tự pardon, tự ân xá cho mình luôn. Đó là cái con đường, cái chiến lược mà những cái luật sư và ông Trump đang đi. Thì cái người anchor trên đài Fox hỏi là bây giờ ông thấy làm sao bên phía bà tòa đó, Alan Cannon đó, cái người sẽ cầm chịch cầm cân nảy mực trong cái phiên xử này, bà có ý nhá nhem như thế nào không? Thì ông Trump nói là đang đợi cái câu trả lời của bà chánh án Alan Cannon, nhưng mà ông không tiếc lời ca ngợi và tâng bốc và đưa bà Alan Cannon lên tận mây xanh luôn, thưa quý vị. Khi người host nói là ông nhớ không, Alan Cannon là do ông bổ nhiệm đó năm 2020 đó, thì ông nói tôi nhớ chứ, và tôi thấy tôi vinh dự, tôi đã làm một điều quá đúng đắn là tôi đã bổ nhiệm bà Alan Cannon vào vị trí này. Đây là một vị chánh án rất là đáng được tôn trọng, đây là một vị chánh án rất là thông minh, đây là một vị chánh án rất là can đảm. Nước Mỹ của chúng ta cần những vị chánh án như thế này đây. Đó là lời của cựu tổng thống Donald Trump. Và quý vị nhớ là bà Alan Cannon á, ngay từ những cái giai đoạn đầu của cái hồ sơ mật này đó, bà đã bị cái phiên tòa, những cái tòa kháng án khác đã phản đối, đảo ngược hai cái phán quyết của bà trong cái vụ hồ sơ mật này. Quý vị nhớ không là bà Alan Cannon đã từng chặn không cho Bộ Tư pháp được review, được đụng vô những cái thùng hồ sơ mật mà FBI đã đem về từ Mar-a-Lago đó. Rồi ý thứ hai là bà đòi là phải có special master, phải có một cái nhân vật đặc biệt, không phải là người của Bộ Tư pháp, cũng chẳng phải là người của cựu Tổng thống Donald Trump, đứng ra để xem xét những cái tài liệu mật này. Và sau đó hai cái phán quyết của bà Alan Cannon đã bị đảo ngược, rồi người ta cũng chỉ trích bà rất là dữ dội trong cái câu chuyện này luôn. Và bây giờ nè, chúng ta đang chờ xem cái phán quyết mới của bà Alan Cannon, liệu là bà có chịu dời cái phiên tòa này ra sau bầu cử hay không, hay là bà vẫn nghe theo bên phía Bộ Tư pháp đề nghị á. Bộ Tư pháp nói là chẳng có lý do gì để mà cứ phải trì hoãn cái phiên tòa này hết. Theo họ thì vào khoảng ngày 11 tháng 12 là đẹp á, là đưa cái phiên tòa này ra xử là đẹp đó. Thì chúng ta sẽ phải chờ đợi như thế nào. Nhưng mà nhiều người nói rằng á, qua cái lời tuyên bố sáng nay của cựu Tổng thống Donald Trump thì thấy rõ một điều rằng người nào mà là đồng minh của ông Trump hay là có những cái hành động hay là có những cái lời mà khen ngợi và ủng hộ và trung thành đối với ông thì sẽ được ca lên tận mây xanh, nào là người can đảm, nào là người thông minh, nào là người chính trực, nào là nước Mỹ cần những nhân vật như thế này, như bà Alan Cannon. Còn nếu như không, quý vị nhớ không, thậm chí tối cao pháp viện với 6 vị thẩm phán bảo thủ là do đảng Tổng thống Cộng hòa bổ nhiệm nha, và chỉ có 3 là cấp tiến thôi. Vậy mà khi tối cao pháp viện đưa ra cái lời kết luận rằng họ cho rằng bầu cử năm 2020 là chẳng có cái gì gian lận hết, và họ vứt những cái hồ sơ, những cái vụ kiện mà do luật sư của ông Trump đề lên đó, lúc đó quý vị nhớ không, cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng là tối cao pháp viện bây giờ đó là thối nát hết rồi và đã bị Trung Quốc mua chuộc hết rồi. Đó là những cái vị thẩm phán đó đó. Còn đây, vị chánh án Alan Cannon mới toanh, mới được gia nhập vô và được bổ nhiệm năm 2020, nhưng mà có những cái phán quyết có lợi cho ông thì ông ca ngợi hết lời. Trong khi đó, cái ông chánh án Juan Merchan đó thưa quý vị, mà phụ trách cái case, cái vụ mà công tố viên Alvin Bragg ở Manhattan cũng truy tố cựu Tổng thống Donald Trump về những cái gian lận trong cái hồ sơ thuế, rồi liên quan đến số tiền mà trả cho cô đào Stormy Daniel đó. Thì ông Juan Merchan cũng như là bị dìm xuống tận đáy luôn, tận đáy bùn luôn, và tuần nào là cũng bị cựu Tổng thống Donald Trump réo tên để mà chỉ trích hết. Đó là câu chuyện liên quan, và chúng ta chờ xem là bà chánh án Alan Cannon sẽ đưa ra phán quyết như thế nào nhé. Và nhân nói về cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 thưa quý vị, thì vào tuần rồi thì Ủy ban Bầu cử Liên bang họ mới thông qua những cái hồ sơ mà công bố về tài chính của những cái ứng cử viên ra tranh cử đó, thì chúng ta mới thấy hé lộ ra một cái điều rằng là những cái ứng cử viên á, những cái số tiền mà họ đã gây quỹ được trong cái quý thứ hai của năm nay nó như thế nào. Thì chắc có lẽ quý vị cũng biết rằng là ông đương kim tổng thống Joe Biden gây quỹ trong cái quý 2 đó là được 70 triệu Mỹ Kim. Đây là con số rất là lớn.
Và cựu Tổng thống Donald Trump trong quý 2 thôi nha là gây quỹ được 35 triệu Mỹ Kim. Rồi cái nhân vật theo sát ông Trump là Ron DeSantis. Ron DeSantis thì mới công bố là vào hồi tháng 5 thôi. Ông Trump thì công bố là vào hồi tháng 11 năm ngoái, Ron DeSantis tháng 5. Thì từ tháng 5 cho đến cuối tháng 6, Ron gây quỹ được 20 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà có vẻ như cái tình hình tranh cử của Ron có vẻ là không sáng sủa. Và nhưng mà cái một cái điều chi tiết mà làm cho nhiều người lo ngại nhất, thưa quý vị, nhất là những cái vị bên phía cử tri Cộng Hòa mà cảm thấy là ngán rồi, không có muốn ủng hộ ông Trump nữa, mong muốn tìm một cái nhân vật gọi là trung dung hơn, bớt cực đoan hơn, không có độc tài như Ron DeSantis, nhưng mà không có drama như cựu Tổng thống Donald Trump. Họ đang đặt coi như là đặt cuộc vô cái nhân vật là cựu phó tổng thống Mike Pence á, thì chắc chắn là những cử tri đó sẽ cảm thấy rất là âu lo. Bởi vì quý vị, ông cựu phó tổng thống Mike Pence á, trong quý 2 ông gây quỹ được có 1 triệu 2 Mỹ Kim thôi thưa quý vị. Trong khi đó Nikki Haley còn gây quỹ được 7 triệu 3. Rồi Tim Scott á, bèo bèo cũng được 6 triệu 1. Vậy mà ông Mike Pence gây quỹ được có 1 triệu 2 thôi. Rồi thậm chí là theo một cái luật á, đã được đưa ra là phải có 40.000 nhà tài trợ đóng góp cho cái chiến dịch tranh cử của nhân vật đó thì mới được bước lên vũ đài để mà tranh luận. Chắc chắn là cựu Tổng thống Donald Trump là sẽ có mặt để mà tranh luận rồi. Nhưng mà giờ ông Mike Pence chưa được 40.000 nữa thưa quý vị. Ông đương kim Tổng thống Joe Biden thì có 400.000 nhà tài trợ. Chúng ta hiểu bởi vì ngay cái vị trí là đương kim Tổng thống thì chắc chắn là ông có nhiều cái người ủng hộ trong cái giai đoạn này. Nhưng mà ông Mike Pence giờ chưa được 40.000. Rồi chàng ơi, làm sao đây? Làm sao mà bước lên võ đài để mà đấu khẩu, đấu võ miệng với lại cựu Tổng thống Donald Trump và Ron DeSantis đây? Mặc dù là chúng ta không thể phủ nhận rằng là ông Mike Pence trong suốt thời gian vừa qua đó, ông cũng có những cái nỗ lực rất là ghê gớm. Ví dụ như là đến Ukraine rồi gặp ông Zelensky, rồi nói là Mỹ sẽ sát cánh đến cùng, tôi mà là tổng thống tôi sẽ sát cánh đến cùng. Mà giờ cái vòng đầu tiên là để được bước lên tranh luận giữa những ứng cử viên trong đảng Cộng Hòa, có thể là ông không có qualify nữa thưa quý vị. Bởi vì số tiền gây quỹ ít quá, bởi vì số người ủng hộ cho ông ít quá. Nhưng mà có một số những cái khó khăn thực sự rất là khó khăn cho cả Mike Pence, cho cả Ron DeSantis trong cái chiến dịch tranh cử. Nhưng Hoàng Vy xin phép sẽ được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.